xuất hiện nhóm tẩy chay đại nam dùng lời lẽ không hay để nói về bà Phương Hằng. Cá sấu dài 1m8 bò qua bò lại ngay giữa lối đi chung cư. Hài hước khoảnh khắc cộng đồng mạng hóng livestream của bà Phương Hằng. Phát ngôn của Trấn Thành nóng trở lại giữa lùm xùm của Hoài Linh. Gia đình chị Tài lên tiếng tin tưởng hoàn toàn vào danh hài Hoài Linh.